Mình sẽ giới thiệu với mọi người về con máy sấy mini Nhật bãi này. Ngoài cái phần chuyển hướng của nó ra, phần chuyển hướng thì của nó thì nó đang có chút trục trặc rồi, nó không được nhạy như cái lúc mới nữa. Còn về phần hộp số đấy thì trừ cái phần chuyển hướng đấy ra thì còn lại là vẫn ok. Đây là con máy bãi mình đã dựng lại. Ở đây là bộ phận mình lắp thêm củ bơm này. Và chạy động cơ này là động cơ, mọi người biết nó là động cơ gì không? Động cơ dầu diesel. Nó là dòng Geely. Loại này nổ rất êm vì cái bộ lọc gió này của nó những tận hai lớp nên nổ êm lắm. Ống xả này có bông thủy tinh cách nhiệt. Đấy, nên là cũng một phần nguyên nhân của nó nổ êm. Con này là nó in mác là 7 mã lực, nhưng mình chỉ cần đến 6 mã lực thôi. Cái đường kính xi lanh và hành trình piston nguyên thì đúng, nhưng mã lực này thì sai. Mã lực này mình tính do bọn Trung Quốc này nó sai số đi, một mã lực thì còn 6 mã lực. Động cơ này là 178. Mình lắp cái loại này vào và đã chạy thử. Vận tốc của nó lên rất cao. Nó lên đến 40 km/h. Lần trước mình lắp động cơ 173 và cái bu ly đằng trước này có nhỏ hơn một chút. Và là nó chạy là động với vận tốc là 25 km/h, nhưng lần này con này khỏe hơn, tít hơn 40 km/h. Loại này chạy mà không cứng lộn luôn. Số của nó, số tiến này, số lùi này, đây hai số này là vận tốc như nhau, nhưng tới mức kéo lên này, gạt này, số lùi là số 2 này, số lùi à số tiến là số cũng số 2 này, cái này là cũng như nhau. Riêng con này nó chạy thì nó lại có một cái đặc điểm, đấy là tiến lùi vận tốc như nhau. Số 2 anh cũng có thể chạy được vận tốc bằng số 2 lùi cũng bằng vận tốc số 2 tiến. Nhưng con này là nó có thể thay đổi được chiều tay lái này. Nên mình đấy. Nó khóa lại rồi. Đấy. Phần này mình phải chế vào rồi, phần này là mất nắp của nó này. Hiện đây thì mình cũng giải thích một số cái nguyên nhân với cái loại đấu đầu mà cái mặt này này nó quay về phía bên kia, phía bên tay phải của tay lái á. Nhiều người có trường hợp là đấy, là bảo là tại sao là máy của em tăng ga được nhưng mà nó lại không giảm ga được. Đấy, dù là trên tay lái em giảm ga rồi nhưng mà vẫn không giảm ga được, đấy là nguyên nhân của cái này. Cái này nó có cái đặc điểm là nó khá mỏng. Khi nó quay về bên kia, mọi người ví dụ như là động cơ của nó bị trần ấy, nó không có một cái gì bảo vệ ấy. Thì hay đi đi là nó hay bị va chạm với, nó bị vênh méo móc cái này vào này. Đây, nó móc cái này vào là nó sẽ chạm vào cái tay này đấy, nó móc vào, nó chạm vào cái tay này thì thành ra là
tăng ga thì được, nhưng mà lúc giảm ga là không được, vì giảm ga là nó tự cái này nó hồi về bởi các lò xo, nhưng tăng ga là do mọi người kéo cái dây này thì nó tác động được. Đấy. Nên là cái hiện tượng mà tăng ga được mà không giảm ga được là nguyên nhân một phần ở đây. Đấy. Mà cũng có thể mọi người kiểm tra thêm cả phần dây này nữa, dây ga. Con này nguyên cái phần ép côn này của nó lại có hai tầng, tầng nhanh tầng chậm để thay đổi ở đây, thay đổi tỷ lệ truyền. Còn đây là bệ máy này là của mình, nguyên bản của nó ngắn lắm, nó chỉ ngắn đến đây thôi này, ngắn đến đây. Nếu mình đã lấy V5 hàn vào cái đầu trước của nó bắt ốc, nhưng cái mảnh này và mảnh bên này là không có hàn được với nhau, mình không cho hàn vào với nhau. Ví dụ trong trường hợp cần thiết mình có thể tháo rời cái được cái này ra. Đấy. Bánh của nó thì là mới chỉ bị nẻ lốp nhưng vẫn còn chạy ngon lắm. Còn đây là bộ rửa, phun rửa của mình đây, mình chế rất đơn giản, cái bệ này của nó rất đơn giản luôn. Dưới này có một cái lỗ. Đấy, mình sẽ cài chốt qua cái lỗ này. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm cái chốt để mà làm sao trong quá trình nó chạy nó không bị rung, không bị tuột.